Xin chào tất cả các bạn đang đến với chương trình Triệu Phú Vai Trò Online. Đây là game show tương tác mà tại đây quý vị có thể tham gia rất là nhiều những mini game hấp dẫn và dành về cho mình rất là nhiều những voucher từ những nhà hàng, quán ăn hay là những dịch vụ làm đẹp ở địa phương và toàn quốc luôn. Chương trình của chúng tôi thì được phát sóng song song trên hai app là THB On và BBTV Go với khung giờ phát sóng quen thuộc là 12 giờ thứ hai, thứ tư và thứ năm hàng tuần. Còn bây giờ thì như thường lệ chúng ta sẽ cùng đến với một mini game đầu tiên rất là đơn giản để chúng ta có thể giành được cho mình những số chip nha. Chúng ta hãy cùng đến với phần điểm danh và để xem thì thể lệ của phần điểm danh là gì ạ. Xin mời bộ phận kỹ thuật. Chúng ta sẽ có một nút điểm danh, quý vị chỉ cần bấm vào nút này có thể nhận về cho mình những số chip ngẫu nhiên từ 5, 10, 15 cho đến là 20 chip. Quý vị sẵn sàng chưa ạ? 3, 2, 1, bắt đầu! Vâng, chúng ta đã kết thúc phần điểm danh đầu tiên và hy vọng tất cả những người chơi ngày hôm nay chúng ta có thể giành về cho mình rất là nhiều những voucher hấp dẫn nha. Và Linh Nhi xin bật mí một tí xíu là cuối chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một phần đấu đồng giá chỉ có 9 chip mà thôi, rất là hấp dẫn nha. Cho nên là hãy tham gia đến cuối chương trình để có thể giành về cho mình chiếc voucher đó nha. Còn bây giờ thì Linh Di xin được mời quý vị cùng đến với mini game đầu tiên, mang tên Đuổi Hình Bắt Chữ. Đây là một mini game cũng khá là mới đối với Triệu Phú Voucher, cho nên là xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị về luật chơi của phần mini game Đuổi Hình Bắt Chữ nha. Chương trình sẽ đưa ra hai câu hỏi với những hình ảnh gợi ý cho một từ khóa. Khán giả sẽ nhập đáp án chính xác và nhấn nút gửi. Thời gian trả lời cho quý vị sẽ là 45 giây. Và giải thưởng cho phần chơi Đuổi Hình Bắt Chữ sẽ là gì đây ạ? Chúng ta sẽ có 20 khán giả trả lời nhanh và chính xác nhất nhận về cho mình là 15 chip. Và chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Xin mời! Đây là tên của một món ăn gồm có 3 chữ. Chúng ta sẽ thấy trên màn hình là có hình của một cây đũa đang có những cái sợi trắng trắng nè. Không biết là sợi gì đây. Và ở bên phải thì có một mâm đồ ăn. Và hai từ này sẽ là gợi ý cho từ khóa bao gồm có 3 từ nhé. Quý vị hãy nhanh tay dập ngay đáp án và gửi về chương trình nha. Đây chắc là cũng là một từ khóa cũng khá là dễ. Thời gian không còn nhiều quý vị ơi, hãy nhanh tay nhập cây đáp án nha. Và đáp án cho câu Đuổi Hình Bắt Chữ này sẽ là bún hải sản. Vâng, chúc mừng quý vị khán giả vừa rồi đã xuất sắc chinh phục được câu hỏi đầu tiên của phần Đuổi Hình Bắt Chữ, là một cũng là một cái mini game khá là mới đối với Triệu Phú Voucher. Nói về bún hải sản thì cũng khá là mờ lem đó mọi người. Hiện tại ở Triệu Phú Voucher cũng đang có một chiếc voucher dành cho các quý vị nào chúng ta yêu thích món bún hải sản tại Bún Hải Sản Đạm Quán. Và bây giờ chúng ta hãy cùng ghé thăm website của chương trình nha. Chúng ta đang có một voucher giảm 40.000 đồng cho bún hải sản tại Bún Hải Sản Đạm Quán. Nơi đây có địa điểm là 20 Quán Nam, Lê Chân, Hải Phòng. Với giá tham khảo là chỉ từ 30.000 đồng cho đến 50.000 đồng thôi. Bún Hải Sản Đạm Quán là địa điểm được đông đảo thực khách địa phương lẫn khách du lịch yêu thích, với thực đơn đa dạng, topping tươi ngon, hương vị nước dùng ngọt thanh cùng với cung cách phục vụ nhanh nhẹ, niềm nở là ưu điểm của quán bún hải sản này. Khẩu phần bún bao gồm tôm, ghẹ, bề bề và đậu được trình bày vào bát đẹp mắt, nước dùng ngọt thanh có thêm hành phi hấp dẫn vị giác, đặc biệt bún được ăn kèm với muối chua cay được khách hàng đánh giá cao về độ ăn ý của hai món này. Chúng ta vừa ghé thăm trang web của Triệu Phú Voucher để xem về món bún hải sản tại Bún Hải Sản Đạm Quán. Nếu quý vị nào chúng ta yêu thích món ăn này có thể đổi chip lấy voucher và ghé thăm Bún Hải Sản Đạm Quán nha. Còn bây giờ để cho quý vị khán giả tiếp tục chinh phục chip của chương trình thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi Đuổi Hình Bắt Chữ thứ hai luôn nha. Xin mời! Đây là một câu thành ngữ gồm có 4 từ. Và chúng ta có thể thấy là chúng ta đã có hai hình. Bên trái là một người phụ nữ và bên phải là một em bé sơ sinh. Đây là một câu thành ngữ rất là quen thuộc.
Không biết là quý vị của chúng ta đã nhận ra câu thành ngữ này chưa? Và thời gian của chúng ta không còn nhiều nha. Đây là một câu thành ngữ khá là quen thuộc nên là quý vị nào nhận ra thì hãy giơ tay gửi ngay đáp án về cho chương trình. Và đáp án của câu hỏi này chính là mẹ tròn con vuông. Linh Nhi sẽ được chúc mừng vị khán giả nào đây ạ? Và các bạn khán giả ơi, mẹ tròn con vuông là câu trả lời chính xác nha. Châu Ngọc trả lời sai rồi, củ khoai mẹ dài con ngắn cũng sai rồi. Bây giờ xin được gọi tên những bạn khán giả trả lời chính xác này: Vũ Khánh Huyền, Hà Thúy Duyên, Trọng Đức, Phương Anh, 7797 Tùng Phạm, Hà Trang, 3373 Bảo Ngân, Nguyên Hạnh, Củ Khoai, Thanh Thanh Hằng, Phạm Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Dung, 8472 Ngô Mi, Lệ Thu, Ngọc Anh, Kenji và bạn Tuyển. Mẹ tròn con vuông là đáp án của câu hỏi vừa rồi. Chúng ta cũng có thể thấy thì bên trái là một người phụ nữ ở trong một cái hình tròn và bên phải là một em bé sơ sinh ở trong hình vuông, là một câu thành ngữ rất là quen thuộc. Và thành ngữ mẹ tròn con vuông thì thường được dùng để chúc những người mẹ chúng ta đang có em bé và sắp tới sẽ bước vào phòng sanh, đúng không ạ? Và nếu như mà hiện tại ở đây chúng ta có người thân hoặc là bạn bè của mình đây là mẹ bầu nè, thì cũng có thể là tham khảo ở trên trang web của chúng tôi. Cũng đang có một mã giảm là 150.000 đồng cho tất cả các hóa đơn tại Mommy và Baby. Mommy và Baby là một trong những địa chỉ massage mẹ bầu được nhiều mẹ bầu tin tưởng và ghé tới tại tỉnh Bình Phước. Bởi vì đến với Mommy and Baby, những dịch vụ chất lượng tại đây sẽ giúp các mẹ bầu xóa tan tình trạng khung xương giãn ra và các cơ căng tức nhức mỏi, đau lưng hay là chuột rút nè. Với đội ngũ kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm cùng sự tận tâm, nhiệt tình với khách hàng, Mommy và Baby chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng cảm giác thoải mái và an tâm nhất. Địa điểm áp dụng sẽ là số nhà 147 đường Võ Văn Tần, khu phố Tân Trà, phường Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước, với giá dịch vụ thì chỉ từ 80.000 cho đến là 500.000. Ngoài ra tại đây thì cũng có một dịch vụ đó chính là bơi thủy liệu dành cho các trẻ nhỏ để có thể là tăng cường sức đề kháng cho cơ thể nào, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần. Vâng, sau khi chúng ta đã đi qua hai phần đuổi hình bắt chữ, quý vị cũng đã có cho mình những số chip của chương trình rồi, thì Linh Nhi sẽ ban đến cho mọi người hai phần đấu giá tăng để quý vị của chúng ta ngày hôm nay có thể săn được thật nhiều những voucher với mức giá thật là hấp dẫn nha. Xin mời mọi người đến với phần chơi đấu giá tăng. Xin mời hiển thị combo voucher đầu tiên trong phần đấu giá tăng ạ. Với combo voucher đầu tiên thì chúng ta sẽ có một voucher giảm 200.000 đồng tại Cosmax. Đối với anh em Hải Phòng thì chúng ta sẽ có một voucher là giảm 100.000 đồng tại Sa Pai Thái, lẩu ẩm thực Thái, rất là ngon đó nha. Và voucher sẽ dành cho các anh em Bình Phước là giảm 100.000 đồng cho vé tập gym tại Nam Phương Bistro. Trị giá của combo voucher này sẽ là 300.000 đồng, số lượng là chỉ có duy nhất một mà thôi. Giá khởi điểm là 0 chip, bước đấu là 15 chip. Quý vị đã sẵn sàng đến với phần đấu giá tăng đầu tiên chưa ạ? Và bây giờ 3, 2, 1, đấu giá bắt đầu! Và phần đấu giá tăng đã bắt đầu rồi. Trời ơi, đã gần 400 chip rồi các bạn khán giả ơi. Phương Hiền nhìn thấy rằng là Quan có ở THP thôi ạ. Chưa thấy bên những bạn khán giả tại Bình Phước đâu. Chắc hẳn là chưa tích được nhiều chip như bên THP rồi phải không nào? Đây này, Củ Khoai, Lý Thái Sơn đang là hai cái tên mà dường như là chỉ có hai bạn ở trên sàn đấu của chương trình thôi đấy ạ. Trời ơi, mức chip đã lên đến 840 chip rồi cho một combo voucher trị giá 300.000 đồng. Đây, 200.000 đồng tại Cosmax này, 100.000 đồng ăn lẩu. Lạnh như thế này mà ăn lẩu thì hết sẩy rồi đúng không ạ? Còn Bình Phước thì sao ạ? Cũng 200.000 đồng tại Cosmax và 100.000 đồng phòng tại vé tập gym tại Nam Phương. Miêng Miêng, Nguyễn Minh, những cái tên mới đã vào rồi.
Mức giá tiếp theo các bạn ơi, lắng nghe này, 900 chip nha. Mạnh dạn chi đi nào, bởi vì tiếp theo thì vẫn rất còn nhiều phần để chúng ta có thể tích chip. Nguyên Minh 900 chip. Mức giá là 15 chip nha. Mức giá đầu tiếp theo là 915 chip. Đinh Minh Thanh comment là hết chip rồi. Cố gắng tích chip ở những phần sau bạn nha. Củ khoai, anh em để tôi. Củ khoai đâu ạ? Không phải củ khoai mà là Phan Văn Mật với 915 chip. Châu Ngọc comment là còn tiền đâu. Không cần tiền, cần chip thôi nha Châu Ngọc nha. Lê Quang Huy nhường anh em lắm tiền nhiều của. Nguyễn Văn Cương với 930 chip. Ngọc Linh, những cái tên mới bắt đầu xuất hiện rồi đấy ạ. Liệu combo voucher này có cán mốc 1000 chip không đây? 10 giây nữa thôi sẽ có câu trả lời. Phan Văn Mật, combo voucher phải nói là hấp dẫn như thế này thì 1000 chip thì có lẽ cũng là điều dễ hiểu phải không ạ? Tùng Phạm đang comment là ảo quá. Thái Ngọc Hiệp đang comment là hết chip mất rồi. Tùng Phạm ơi, có gì ảo đâu, bình thường mà. Phan Văn Mật 990 chip. Và các bạn khán giả ơi, mức chip tiếp theo là 1005 chip nha. Tùng Phạm đã thấy ảo chưa? Phương Ly comment là wow. Đinh Minh Thanh comment là cẩn thận không ăn đấy. Chúng voucher là phải mừng, tại sao lại phải cẩn thận nào Đinh Minh Thanh? Hồ Ngọc Duy Phú chip đầy đây nè. Hồ Ngọc Duy Phú đâu rồi? Ngọc Linh, Phan Văn Mật 1020 chip. 200.000 cốt mát cơ mà các bạn, phải không ạ? Chip thì chúng ta chơi vài ngày là có thể được 100-200 chip là chuyện bình thường đúng không ạ? Nhưng mà deal ngon thì không phải là lúc nào cũng có nha. Bật mí với các bạn, thi thoảng mới có một cái voucher trị giá 200.000 đồng tại siêu thị thôi đấy ạ. Ngọc Linh 1035 chip. Ui, Nguyễn Văn Cương comment là căng đấy. Nguyễn Văn Thưởng đang comment là ghê quá. Thái Ngọc Hiệp hết chip nên xuống hạ. Phan Văn Mật vẫn là 1050 chip nha. Cốt mát thì ở Bình Phước cũng có và ở Hải Phòng cũng có đúng không ạ? Hà Nội cũng có luôn. 3, 2, 1. Xin chúc mừng Phan Văn Mật là cái tên giành chiến thắng với mức giá đổi là 1050 chip. Và chúng ta cùng quay trở lại với MC Linh Nhi nào. Chúc mừng người chơi vừa rồi đã sở hữu ngày combo voucher đầu tiên của chương trình. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ đến với combo voucher thứ hai trong phần đấu giá tăng. Xin mời hiển thị combo voucher ạ. Đối với combo voucher thứ hai, chúng ta sẽ có trị giá là 250.000 đồng. Nếu người chơi ở app THB On chiến thắng thì sẽ nhận về cho mình đầu tiên là một voucher giảm 200.000 đồng hóa đơn tại Winmart. Linh Nhi có đọc qua một vài comment ở những số phát sóng trước thì Linh Nhi có thấy một người chơi hay comment là Winmart mãi đỉnh, Winmart là vô đối. Cho nên là hôm nay Linh Nhi đặc biệt gửi tặng đến người chơi này voucher 200.000 đồng tại Winmart. Hy vọng là người chơi của chúng ta ngày hôm nay có thể là giành được voucher này tại phần đấu giá nha. Tiếp theo thì voucher thứ hai cho các anh em Hải Phòng của chúng ta sẽ là một voucher giảm 50.000 đồng cho lẩu và các món nhậu tại Uyên Ương Quán. Còn nếu ở phần đấu giá tăng này, người chơi ở app BBTV Go của chúng ta chiến thắng thì đầu tiên cũng sẽ dẫn về cho mình chiếc voucher trị giá là 200.000 đồng cho hóa đơn tại Winmart. Và thứ hai thì sẽ nhận về cho mình là một voucher giảm 50.000 đồng cho tất cả các hóa đơn tại BMI Flower. Sắp tới thì cũng là ngày 20 tháng 11 thì chúng ta cũng có thể là đi mua hoa để gửi tặng cho thầy cô của mình nè. Số lượng chúng ta sẽ có duy nhất một combo voucher thôi, giá khởi điểm cũng là 0 chip và mức giá cũng sẽ là 15 chip. Để xem là ở chiếc combo voucher có chiếc voucher toàn quốc là Winmart trị giá 200.000 đồng thì ai sẽ là người chiến thắng đây ạ? Háo hức quá. 3, 2, 1, bắt đầu! Tiếp tục là một phần đấu giá tăng tiếp theo. Voucher tại Hải Phòng, bây giờ xin được nhắc lại này, một voucher trị giá 200.000 đồng tại Winmart và voucher 50.000 đồng tại các món nhậu tại lẩu Uyên Ương. Bình Phước cũng là 200.000 đồng Winmart và 50.000 đồng tất cả các hóa đơn tại PMI Flower. Đấy, 20 tháng 11 sắp đến rồi đúng không ạ? Ui dồi ôi,
mới có chỉ đọc hai cái voucher của hai bên Bình Phước, Hải Phòng thôi, mà quay đi quay lại đã hơn 1.000 chip rồi. Sao hôm nay các bạn khán giả đấu giá dữ vậy ta? Mức chip tiếp theo 1.005 chip nha. Đinh Minh Thành đang comment ác. Nguyễn Văn Thưởng đang comment là khoảng 800 chip, nhưng mà Nguyễn Văn Thưởng ơi, mức chip hiện tại bây giờ là 1.020 chip, với dẫn đầu là một bạn gái nhìn là biết xinh đẹp rồi, Ngọc Linh với 1.005 chip. Hoàng Văn Dũng, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng chào đón tất cả những bạn khán giả trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung cũng đang xem chương trình với Phương Hiền và Linh Nhi, cùng với tất cả các bạn khán giả đang tham gia trong phần đấu giá tăng này nha. Rất kịch tính, chúng ta sẽ cùng cổ vũ cho mọi người nha. Thủy sản 1.050 chip. Trời, sao hôm nay các bạn nhiều chip vậy ạ? Tuyển 1.065 chip. Có vẻ như là những cái voucher về siêu thị, thậm chí là với cái mức giá 200.000 đồng này thì rất rất thu hút được nhiều đối tượng khán giả đúng không ạ? Ai cũng có thể sử dụng được, từ gia đình này. Mức giá đấu tiếp theo là 1.095 chip. Nào, có ai trả hơn không ạ? Không thì khả năng là voucher này sẽ thuộc về... À đây, Tuyển tiếp tục rồi, 1.110 chip nha các bạn nha. Nguyễn Văn Thưởng đang comment đại gia nhiều quá. Vâng, đại gia chương trình là quan tầm ngầm thôi ạ. Phải đến những cái giây phút này thì chúng ta mới thấy được là các bạn khán giả tích nhiều chip như thế nào rồi đúng không ạ? Lý Thái Sơn, hay anh em từ THB qua Bình Phước mà lắm chip thế. Chuyện bình thường mà bạn đúng không ạ? Tham gia chương trình là thể nào cũng có nhiều chip thôi. Phương Ly đang comment là rén. Củ khoai, cho anh em nhẵn chip luôn. Ngày hôm nay chương trình gọi là cho các bạn nhẵn chip luôn đây đúng không ạ? Vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại đâu ạ. Tiếp tục Tuyển và Thủy Sản là hai cái tên đúng là trên sàn đấu bây giờ chỉ còn có hai bạn thôi đó. Không biết là ai đây, các bạn comment đi xem là Tuyển hay là Thủy Sản được nào. Nhanh comment dự đoán nào. Tuyển đang đưa ra mức giá là 1.155 chip nha. Lê Quang Huy, tôi trả hơn. Đâu Lê Quang Huy ơi, cho Phương Hiền được gọi tên bạn đi nào. Vẫn cứ là Tuyển và Thủy Sản. Nhanh tay dự đoán giúp Phương Hiền xem là ai là người giành được chiến thắng chung cuộc nào. Thủy Sản hay Tuyển đấy ạ. 3, 2, 1. Không ai khác, xin chúc mừng Thủy Sản với mức giá đổi là 1.170 chip cho combo voucher trị giá 250.000 đồng. Linh Nhi ơi, bạn đã thấy là ngày hôm nay nhiều sự bất ngờ chưa ạ? Chúc mừng người chơi vừa rồi đã sở hữu combo voucher thứ hai trong chương trình ngày hôm nay. Và tiếp theo đó thì Linh Nhi cũng sẽ gửi đến mọi người một mini game cũng rất là mới đối với Triệu Phú Voucher. Quý vị ơi, nhớ là đầu chương trình Linh Nhi cũng có bật mí là ở cuối chương trình chúng ta sẽ có một phần đấu đồng giá chỉ có 9 chip mà thôi. Nên hãy cố gắng săn được chiếc voucher này với giá 9 chip ở cuối chương trình nha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một mini game rất hấp dẫn mang tên Truy Tìm Mảnh Ghép. Xin mời bộ phận kỹ thuật hiển thị luật chơi của phần chơi Truy Tìm Mảnh Ghép nhé. Chương trình sẽ đưa ra một hình ảnh bị khuyết và 4 mảnh ghép gợi ý. Khán giả sẽ chọn mảnh ghép phù hợp với hình ảnh và thời gian để chọn mảnh ghép sẽ là 30 giây. Và để xem ở phần chơi thứ hai này thì quý vị khán giả của chúng ta có thể là nhận về bao nhiêu chip nha. Xin mời, chúng ta cũng sẽ có 20 vị khán giả trả lời nhanh và chính xác nhất. Nhận về cho mình là 20 chip. Ở trò chơi này thì yêu cầu chúng ta sẽ phải rất là tập trung để có thể tìm ra xem là mảnh ghép nào phù hợp với bức hình nha. Cho nên là quý vị hãy thật bình tĩnh và tìm ra được mảnh ghép chính xác. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đến với hình ảnh và những mảnh ghép đầu tiên. Xin mời! Chúng ta sẽ có 4 mảnh ghép tương ứng với 4 đáp án là A, B, C và D. 4 mảnh ghép của chúng ta đã xuất hiện rồi. Bây giờ thì nhanh tay để tích lại chip thôi nào, bù lại mấy nghìn chip lúc nãy. Tích tiểu thành đại các bạn nhé. Bộ này có vẻ là THP đang trả lời rất nhiều rồi các bạn Bình Phước đâu ạ. Cũng sẽ vào thể hiện năng lực thôi nào. Đâu là mảnh ghép còn thiếu của chiếc bánh kem? Wow, trò này hồi bé nhỏ nhỏ thì là mình cũng chơi rất là nhiều nha. Quá là dễ rồi đúng không ạ? Mảnh ghép A, B, C hay D đây?
là câu trả lời chính xác. Chúc mừng 25% bạn khán giả đã chọn đáp án là C. Xin chúc mừng Nguyễn Trí Trung, Tuyển Châu Ngọc, Trí Hiếu, Kenji. Hôm nay là khán giả mới nhưng mà thấy trả lời được nhiều lắm nha. Trần Đức Anh, Phạm Văn Tiến, Nguyễn Ngọc Thùy Trang, Mần và Dương Nam Khánh là những bạn khán giả nhận được 20 chip của chúng tôi. Rất là hời. Chúc mừng những vị khán giả của chúng ta đã rất là xuất sắc, nhanh tay nhanh mắt tìm ra được mảnh ghép còn thiếu ở trong bức hình. Và bức hình vừa rồi là một chiếc bánh kem rất là ngon và trông rất rất là đẹp mắt. Và bây giờ thì Linh Nhi sẽ được mời mọi người hãy cùng xem một chiếc clip check-in tại quán Candy Cake nhé. Xin mời! Candy Cake là một quán bánh ngọt được yêu thích tại Hải Phòng với đa dạng các loại bánh từ bánh cupcake, tart đến bánh kem. Ngoài các loại bánh ngọt ngon tuyệt thì Candy Cake còn có rất nhiều thức uống hấp dẫn khác như là trà, nước ép hay là đồ ăn vặt. Quán được trang trí với phong cách đơn giản, tạo ra một không gian thoáng đãng và tinh tế, là nơi lý tưởng để thưởng thức những chiếc bánh ngon cùng bạn bè và gia đình. Mọi chiếc bánh tại đây thì đều được trang trí rất cẩn thận, tỉ mỉ bởi những người thợ làm bánh khéo léo để tạo nên họa tiết và màu sắc vô cùng bắt mắt, vừa bắt trend mà lại sáng tạo, độc đáo vô cùng. Hương vị của những chiếc bánh ở Candy Cake cũng rất đặc biệt, mềm, thơm, vị béo ngậy vừa đủ. Đảm bảo một khi đã nếm thử thì chắc chắn sẽ chẳng thể nào quên được. Vâng, và tại trang web của chúng tôi cũng đang có một mã giảm là 70.000 đồng cho hóa đơn từ 150.000 đồng tại KDK. Quý vị nào mà chúng ta thích bánh kem hay là có những cái dịp thật là đặc biệt như là sinh nhật hay là kỷ niệm nè, thì chúng ta cũng có thể sử dụng voucher này để có thể mua được những chiếc bánh kem rất là ngon và xinh xắn tại Candy Cake nha. Và trước khi đến với câu hỏi số 2 với hình ảnh và những mảnh ghép thì Linh Nhi cũng xin mời mọi người cùng ghé thăm trang web để chúng ta xem ở Be My Flower chúng ta đang có chiếc voucher gì và sẽ có những sản phẩm gì nha. Xin mời. Và chúng ta đang có một mã giảm là 50.000 đồng cho tất cả các hóa đơn tại Be My Flower. Địa điểm áp dụng là 46 Hai Bà Trưng, Đồng Xoài, Việt Nam. Giá dịch vụ chỉ từ 50.000 đồng cho đến là 500.000 đồng. Đến với Be May thì các bạn sẽ được ngắm nhìn đầy đủ các loại hoa và kiểu hoa được kết khéo léo, hoàn toàn mới nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp tự nhiên vốn có của mọi loại hoa. Từ những nguyên liệu cơ bản kết hợp với sự khéo léo của đôi bàn tay người thợ, Be May đã thổi vào đó một hồn hoa tinh tế với màu sắc thật là tự nhiên, mềm mại. Xin mời các bạn chúng ta cùng xem qua những bó hoa rất là xinh tại Be May. Và đây cũng sẽ là dữ kiện cho câu hỏi số 2. Và bây giờ chúng ta cũng sẽ đến với hình ảnh và những mảnh ghép của câu hỏi số 2. Xin mời. Đâu là mảnh ghép còn thiếu? Đâu là mảnh ghép còn thiếu các bạn ơi? Nhanh tay phục hồi mấy nghìn chip đã bị bay đi mất rồi nào. Đâu là mảnh ghép còn thiếu trong bức tranh này? Nhìn qua là biết rồi đúng không ạ? Quá là đơn giản luôn mà lại được nhiều chip nữa. Nào comment nào, lựa chọn nhanh nào, thời gian không còn nhiều nha. Rồi, Vinh Hiền đã thấy là một số bạn khán giả ở Bình Phước bắt đầu vào tham gia rất là nhiệt tình rồi đấy ạ. Và đáp án của câu hỏi này đó chính là chắc chắn rồi, B, mảnh ghép B là câu trả lời chính xác. Vinh Hiền sẽ được gọi tên ai đây? Dư Tuấn comment là C nhưng mà lại comment ở đây, không biết có được đọc tên Dư Tuấn không đây ạ. Chúc mừng Phan Tấn Thanh, Nguyễn Đăng, Văn Tiến, Lê Cường, Trung Nguyên, Thanh Nhàn, Vũ Thị Hà, Nguyễn Minh Thu, Vũ Khánh Huyền, Thảo Vũ Mần này, Đào Thị Kim Liên, Trà Xuân Sang, tên quá hay, Thu Huyền, Phao Sốp Quỳnh, Quý NH, Phan Tiến Dũng, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hà Trang và Linh. Chúc mừng các bạn đã nhận được 20 chip của chương trình. Chúc mừng những vị khán giả vừa rồi đã trả lời đúng ở câu hỏi số 2 trong phần truy tìm mảnh ghép. Và chúng ta cũng đã dành cho mình được cũng khá là nhiều chip rồi đúng không? Hồi nãy thì Linh Nhi cũng có hứa là ở cuối chương trình chúng ta sẽ có một phần đấu đồng giá trị giá là 9 chip cho một chiếc voucher rất là hấp dẫn. Nhưng mà trước khi đến với phần đấu giá 9 chip thì Linh Nhi cũng mời mọi người đến với một phần đấu giá 99 chip. Xin mời mọi người đến với combo voucher cho phần đấu đồng giá đầu tiên.
Xin mời Hiển Thị combo voucher trong phần đấu đồng giá đầu tiên nha. Vâng, ở phần đây thì chúng ta sẽ có một combo voucher trị giá là 130.000 đồng. Và đây là phần đấu đồng giá cho nên là chúng ta sẽ có là những khán giả ngẫu nhiên có thể nhận được phần này nha. Và nếu vị khán giả nào chúng ta nhận được combo voucher trong phần đấu đồng giá là người chơi ở app TechBeyond thì chúng ta sẽ nhận về cho mình. Đầu tiên là một voucher trị giá 80.000 đồng, giảm giá tất cả các sản phẩm tại Jollibee. Linh Nhi là một fan của Jollibee á mọi người. Tại vì nếu mà mọi người có ăn Jollibee rồi thì mọi người biết là mì Ý nè, phần trà sốt cay của Jollibee rất rất là ngon luôn. Và thường cái phần mà Linh Nhi order là bao gồm một nước nè, một mì Ý nè và một gà sốt cay thì hình như là khoảng 85.000 đồng. Và nếu quý vị chúng ta sử dụng voucher này thì chỉ cần trả thêm 5.000 đồng mà thôi. Và tiếp theo thì các anh em Hải Phòng của chúng ta cũng sẽ có một chiếc voucher trị giá là 50.000 đồng cho hóa đơn từ 150.000 đồng tại TNT Coffee. Và nếu người chơi may mắn chiến thắng ở phần đấu đồng giá này là người chơi ở app BBTV Go thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ nhận được một voucher 80.000 đồng giảm giá tất cả sản phẩm tại Jollibee. Và voucher thứ hai mà quý vị nhận được thì sẽ là một voucher giảm 50.000 đồng cho tất cả các hóa đơn sản phẩm tại Nam Phương Bistro. Số lượng là 3 combo voucher cho 3 vị khán giả may mắn nhất. Giá đấu sẽ là 99 chip. Quý vị sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta cùng đến với phần đấu đồng giá. 3, 2, 1, xin mời! Các bạn khán giả ơi, đây là phần đấu đồng giá nên là không có ai nhường ai cả nha. Nguyễn Tiến Đạt nhường Dư Tuấn, chúc Phương Ly chiến thắng. Honey nhường tôi, Lê Quang Huy gần nhà tôi, gà rán gần nhà tôi nên là nhường tôi đi. Nhưng mà các bạn ơi, Bích Vân nói chính xác này, được hay không có thể là Doãn ở nha, may mắn mà. Khuyên comment là mình trúng voucher Big C THP bị trao nhầm sang Bình Phước nhưng chưa được chương trình đổi lại. Khuyên ơi, bạn có thể inbox ngay đến fanpage của chương trình nha, các bạn admin sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này. Sao không 90 mà để 99 lẻ thế Đinh Minh Thành? Chắc là con số 99 thì có vẻ là nó đẹp hơn phải không ạ? Nhanh tay nào, hết thời gian rồi. Với lượt đấu là 102 bạn. Vào phiên xin được chúc mừng 3 bạn khán giả may mắn: Trần Văn Mạnh đến từ Bình Phước này, Phương Ly THP và Tôm Sơn đến từ app THP. Chúc mừng ba bạn. Chúc mừng ba vị khán giả vừa rồi đã may mắn sở hữu combo đồng giá đầu tiên. Và như đã hứa ở đầu chương trình, cuối chương trình này Linh Nhi sẽ gửi đến mọi người một phần đấu đồng giá chỉ có giá trị là 9 chip cho một chiếc voucher rất rất là hấp dẫn. Và voucher này đó chính là voucher trị giá 80.000 đồng cho ghế Sweetbox tại CGV Cinema. Và dành cho quý vị nào chúng ta có thể hẹn hò cuối tuần để đi xem phim đúng không ạ? Để xem là vị khán giả nào may mắn sở hữu được chiếc voucher này, duy nhất một vị khán giả thôi, với giá trị là 9 chip. 3, 2, 1, xin mời! Tiếp theo vẫn là một phần đấu đồng giá voucher của CGV nha. Vẫn trao cho những bạn khán giả may mắn nha. Sắp đến cuối tuần rồi, hôm nay cũng là thứ tư rồi phải không ạ? Cuối tuần mà thậm chí là trong tuần cũng vậy, chúng ta có thể đi xem phim này. Hiện tại bây giờ thì ngoài phim, ngoài rạp đang có rất rất nhiều những bộ phim hot. Thế nên là hãy cùng nhanh tay tham gia đấu đồng giá nào các bạn ơi. Củ khoai anh em để tôi. Thanh Hằng ơi, đi ăn gà rán đi. Lê Quang Huy comment là FA nên là nhường anh em. FA đi của mình cũng được có sao đâu ạ, đúng không ạ? Và xin được chúc mừng bạn khán giả duy nhất của chúng ta, Nguyễn Phin đến từ APTHP. Chúc mừng Nguyễn Phin, một cái tên mới của chúng tôi. Chúc mừng vị khán giả vừa rồi đã sở hữu được chiếc voucher rất rất là hấp dẫn của chương trình chỉ với giá là 9 chip. Nếu quý vị yêu thích những chiếc voucher sẽ có giá trị như là 1 chip hay là 9 chip thì hãy để lại comment ở phía dưới thì Linh Nhi sẽ đọc và sẽ
thực hiện được tâm nguyện của mọi người nha. Trước khi đó là chào tạm biệt, thì Linh Nhi cũng mang đến cho mọi người phần điểm danh thứ hai để chúng ta có thể nhận được những số chip cuối cùng của chương trình. Và xin mời hiển thị lại luật chơi của phần điểm danh số 2 ạ. Chúng ta cũng sẽ bấm vào nút điểm danh để nhận được những phần quà ngẫu nhiên của chương trình trong thời gian là 60 giây. Và phần điểm danh xin được phép bắt đầu. Chúng ta vẫn có một khoảng thời gian rất dài để cùng tham gia điểm danh này. Nguyễn Văn Tuân đã comment là thật sự không đùa được với mấy ông bà tổ lái chip. Chắc là tích được nhiều chip phải không ạ? Nó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì voucher ngày một hấp dẫn thì chắc chắn là cái mức chip nó cũng sẽ tự khắc đẩy lên cao hơn, đúng không nào? Nhanh tay nào nào, bây giờ Phương Hiền cũng sẽ vào tích chip đây. Đây là một cái phần mà không thể bỏ qua. Tích chip free. Đấy, hơn 180 bạn khán giả vào rồi. Nhanh tay điểm danh nào. Thái Ngọc Hiệp 20 chip, ha ha. Chúc mừng Thái Ngọc Hiệp. Châu Ngọc 20 chip luôn. Nhanh tay điểm danh nha. Thời gian vẫn còn rất nhiều. Voucher của chương trình này ngày càng hấp dẫn phải không nào các bạn khán giả? Hãy cùng comment thêm những cái voucher mà các bạn muốn chương trình gửi đến các bạn nha. Mr. Bean mỗi lần 15 chip là được 3 chip rồi. Dư Tuấn được 10 chip đây. Phương Yến 2 lần điểm danh cũng được 10 chip đây các bạn ơi. Nguyễn Văn Cương 2. Thở dài. Nguyễn Văn Cương ơi, bạn điểm danh được bao nhiêu chip nhỉ mà lại thở dài như vậy? Đinh Minh Thanh 10 điểm cho chất lượng. Ngày hôm nay thì hãy cùng thống kê lại xem là chúng ta được và mất bao nhiêu chip nha. Lý Ngọc Hà được 20 chip này. 222 bạn khán giả điểm danh rồi. Và hết thời gian, xin chúc mừng 222 bạn khán giả điểm danh thành công, một con số vô cùng đẹp. Vâng, chúng ta cũng đã kết thúc phần điểm danh thứ hai rồi. Thời lượng chương trình cũng không còn nhiều. Linh Nhi rất cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng Linh Nhi đến cuối chương trình. Trong hành trình chúng ta săn được rất là nhiều những chiếc voucher hấp dẫn của ngày hôm nay. Hy vọng là ở những số tiếp theo thì Linh Nhi cũng sẽ thấy những gương mặt ở trước màn hình này cùng tham gia mini game nè, cùng tham gia săn những chiếc voucher của Triệu Phú Voucher nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.